phát rất lâu rồi, từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước cả. Đã, tức là người ta giống như chúng ta, có thể một số bạn đọc mà chuyện tự nhiên bây giờ quên rồi, Tam Quốc đúng không ạ? Okay, có Khổng Minh mà đúng không? Dạ. Tôi biết là Khổng Minh chế tạo ra những bộ máy gỗ giống thật, có thể di chuyển được đúng không? Thì cái ý tưởng của anh này cũng tương tự như vậy, tức là người ta mong mỏi rằng là có thể chế tạo ra những cái cỗ máy mà có thể thực hiện quá trình phát âm được. Đã. Và rất nhiều nhà nghiên cứu tập trung vào anh này. Đã. Cái sản phẩm đầu tiên có thể kể đến đó chính là của Kaplan. Đã. Tức là chúng ta hình dung thấy là mô tả cái tình huống này giống như là chúng ta xây dựng một cái hệ thống chúng ta gọi là bộ lọc phát âm, và cái phần đã âm của ta đã anh này chúng ta sẽ làm công việc đẩy nó ra, đã ta ép lên ép xuống ở cái phần giống như là phổi ta ép không khí ra đấy, và cái phần này, cái phần cái ống hộp gỗ này này thì có rất nhiều cái cấu trúc cho phép ta tạo ra được các cái âm đã vô thanh và hữu thanh, đã. Và từ đó thì tạo ra các cái âm, tất nhiên là nghe thì chúng ta hiểu là nó khá là khó 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 nghe, giống như là chúng ta sử dụng thổi sáo đấy đúng không ạ? Mặc dù là vẫn là đồ re mi fa son, nhưng chúng ta kéo dài đồ re mi, ví dụ tôi xin lỗi là không biết là có ông nào, chắc là nhiều ông biết thổi sáo hoặc đúng không, chắc biết đúng không ạ, cho luyến để chúng ta có thể đấy ạ. Ví dụ như là nếu chúng ta lên tầng 9, chúng ta sẽ thấy một giọng thổi sáo đặc biệt của thầy Hiếu, đó là thi thoảng là có một câu gọi rất là hay đúng không? Chẳng hạn thế đúng không? Tức là chúng ta thổi sáo để chúng ta biến cái âm sáo đó thành một cái tiếng. Đã. Tất nhiên là nếu mà nghe quen thì có thể đoán đó là gì thôi, còn nếu mà tự nhiên mà trong ngữ cảnh nó nhảy vào chỗ nghe thì chắc là chúng ta sẽ không biết là đang là gọi cái gì đâu đúng không? Thế thì chúng ta hiểu cái âm thanh tạo được ở trong tình huống này nó như vậy. Đã. Tức là có một cái hệ thống cơ khí đã tổng hợp được đã, một số các cái âm cơ bản. Đã. Đấy thì dựa trên đó thì cùng với sự phát triển của các cái hệ thống kỹ thuật đã, thì có một nhánh của các nhà nghiên cứu vẫn đam mê trong quá trình thực hiện việc dựng được các cái mô hình 3D cho các cái hệ thống mô phỏng phát âm. Đã. Sử dụng các hình vẽ, các hình ảnh thu nhận được từ các cái ảnh cộng hưởng từ. Đã. Và đặc biệt là với sự hỗ trợ của máy in 3D, người ta dựng được các cái khối 3D của các cái bộ máy phát âm. Đã. Tất nhiên chưa biết rồi, đã, việc mà chúng ta tái tạo là cái hệ thống 3D của các bộ máy phát âm thì nó sẽ không thể linh hoạt giống như cái cơ thể thực thể sống của ta được đúng không? Bởi vì là cơ thể thực thể sống ta, chúng ta biết là có một loạt, đã, có vô vàn các cái tế bào thần kinh điều khiển các cái nhóm cơ rồi các cái búi cơ, và chúng ta biết là cái cơ đó không phải chỉ tập trung tại một vài điểm mà tập trung tại rất nhiều điểm. Đã. Do đó chúng ta biết là cái cơ chế của hệ thống phát âm thật nó phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta biết là chúng ta đã đạt được một số các tiến bộ nhất định. Đã. Ngoài cái mô hình 3D đó thì người ta thực hiện dựa trên các đo lường tính toán trực tiếp các cái tiết diện. Đã. Khi mà chúng ta quan sát trên các hình ảnh thu nhận được từ các hệ thống quan sát ảnh MRI vân vân, và dựa trên các kiến thức mà có được từ trong phần cơ học chất lỏng hay cơ học khí. Đã. Và từ đó thì người ta đưa ra được một loạt các cái mô hình, và mô hình đó được mô phỏng dưới dạng một loạt các cái tham số, ví dụ như các cái tham số liên quan đến độ mở của hàm, tức là hàm hợ nâng hay hạ này. Đó. Hình dạng của môi tròn hay là đóng hay là đó, dẹt này đúng không? Ok. Cong môi, tròn môi hay là vân vân, nó tóm lại vậy. Lưỡi ông ta ở các vị trí nào? Đó. Đóng mở của ngạc mềm ở trên phần vòm họng như thế nào, vân vân. Thì những tham số này được đưa vào quá trình mô phỏng để chúng ta có được mô hình 3D, và dựa trên đó thì những cái điểm mà tác động để tạo được các hiệu ứng tương ứng này thì được đánh dấu vào những cái phần kích thích của cái mô hình tuyến âm 3D của chúng ta này. Và từ đó thì nó có được cái bộ máy phát âm khá hoàn chỉnh. Đã. Tất nhiên là so với bộ máy thật thì không được, nhưng mà khá là hoàn chỉnh. Đã. Ok. Thế thì cơ bản của quá trình ra hình dung thế, đó chính là cái việc mà chúng ta mô tả được cái hệ thống bộ máy phát âm. Đã. Thế thì để tạo ra được tiếng nói tổng hợp thì tất nhiên nó giống như là cách chúng ta làm việc thôi, đúng không? Chúng ta thực hiện việc mô tả nó bằng một cái tập các cái ống, trong phần chương 2 chúng ta có đề cập đến, đó chính là xấp xỉ cái bộ lọc tuyến âm bằng một cái tập ống kết nối, tức là tập ống tuyến
và có tiết diện thay đổi khác nhau. Đã. Và dựa trên đó thì cái luồng hơi đi qua, và cái luồng hơi chính là cái luồng kích thích, đã tín hiệu kích thích, và chúng ta cũng đã nghiên cứu rõ phần tín hiệu kích thích rồi. Đó. Đơn giản thì chia nó thành hai phần, đó chính là tín hiệu kích thích tương ứng với phát âm của phân đoạn âm hữu thanh, và anh thứ hai là tương ứng với phát âm của phân đoạn âm vô thanh. Đã. Thì những cái tín hiệu kích thích đó chúng ta có thể tạo ra được từ máy và đi qua cái bộ lọc truyền âm, và chúng ta có được cái kết quả của ta, đó chính là cái dạng sóng của tín hiệu có được. Đã. Ok, đấy là đã. Thế trong tương lai gần thì chắc là chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống như thế này. Đã. Tuy nhiên thì có một hướng khác nó cạnh tranh hơn, do đó cái anh này thì ít được đề cập, đó chính là cái phần mà chúng ta sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo. Đã. Thì người ta không cần phải thực hiện quá trình mô phỏng một phức tạp này, mà dựa trên một cái hệ thống đã, máy tính đã, để tạo ra tiếng nói chất lượng tốt hơn nhiều. Đã. Tuy nhiên đấy là chúng ta hình dung là có một cái nhánh, đó chính là tổng hợp bằng mô phỏng bộ máy phát âm là như vậy. Đã. Thế thì quá trình tổng hợp mô phỏng bộ máy phát âm thì chúng ta thấy là cách của ta sẽ là tạo dựng tín hiệu tiếng nói theo giống cách con người, bằng cách là chúng ta xây dựng đã, mô phỏng một cái hệ thống cơ học cơ khí giống như cơ quan phát âm. Đã. Như vậy chúng ta thấy là ưu điểm của nó thì có thể tạo dựng tiếng nói theo cách của con người chúng ta làm việc. Đã. Và có thể thực hiện được với một số lượng các tham số nhỏ. Đã. Với các tham số lớn thì chúng ta rất khó làm việc, bởi vì là độ chính xác cũng như là các cơ chế điều khiển, đặc biệt là cái việc phối hợp giữa các cái sự thay đổi các tham số đó là cả một vấn đề khi mà chúng ta làm việc với các hệ thống cơ khí, dù là các hệ thống cơ khí đó có sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại. Đã. Một ưu điểm nữa đó chính là việc thay đổi các tham số thì trực quan và dễ nhận biết. Ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển cái phần lưỡi cong, đã, môi tròn hay môi dẹt, mở môi hay vân vân, để chẳng hạn như vậy. Đã. Nhược điểm của phương pháp này thì chúng ta dễ thấy được là khối lượng tính toán rất lớn. Đã. Và việc để chúng ta có được các tham số và cái việc mô phỏng một cách chính xác là gần như không thể. Đã. Đây là rất khó. Đã, ok. Bởi vì chúng biết là cái cơ thể sống của ta nó không giống như những cái cơ thể khác, đúng không? Việc người ta can thiệp để có được cái tham số rất là khó. Đã. Dù là chúng ta có các thiết bị rất hiện đại, nhưng mà để chúng ta cũng rất khó có thể có được các tham số chính xác. Chưa kể là các tham số đó thay đổi nó liên tục, đúng không? Một điểm nữa đó chính là gặp ở một số vấn đề mà chúng ta trong quá trình tạo dựng âm của một số phụ âm. Đã. Vì là chúng ta biết là nó không đơn thuần chỉ là âm vô thanh hay hữu thanh, mà nó có thể có một số các cái âm loại khác nữa, là nó rất là khó. Đã. Do đó cái phương pháp này thì chủ yếu là chỉ dừng ở cái mức là chúng ta thực hiện việc trình diễn, nghiên cứu một cái mô hình. Đã. Ok. Thế thì không biết là trong tương lai thì cái sự phát triển người ta có đã, có tập trung quan trọng anh này không? Ví dụ tôi rất thấy là người máy thay vì là người máy bằng cách tổng hợp bằng điện, thì chúng ta hình dung thế, người máy mà làm việc trên cơ sở cơ học giống với người, nó sẽ chắc chắn là sẽ hay hơn, thú vị hơn so với việc là chúng ta sử dụng máy, đúng không ạ? Hoặc đơn thuần. Đã. Rồi, đấy là cái phần liên quan đến tổng hợp bằng bộ máy phát âm mô phỏng. Đã. Ok, chúng ta kết thúc phần đầu tiên. Chúng ta tiếp tục với một phương pháp tổng hợp được gọi là phương pháp tổng hợp trực tiếp. Đã. Thực ra thì anh này có thể chia thành các cái nhóm khác nhau, nhưng mà chúng ta tạm thời gọi đó là quá trình tổng hợp trực tiếp. Đơn giản là vì chúng ta sử dụng các cái đơn vị trực tiếp của tiếng nói để thực hiện việc tổng hợp. Đã. Thế thì nó có nhiều. Đã. Chúng ta sẽ làm gì ạ? Nguyên tắc của ta là chúng ta sẽ lấy các phân đoạn đơn vị tiếng nói. Thì tùy thuộc vào quan điểm và tùy thuộc vào hệ thống, chúng ta có thể có các đơn vị tiếng nói khác nhau. Đã. Giống như trong phần ngữ âm cho nghiên cứu, đó là chúng ta có thể dùng các cái đơn vị ngữ âm đó là âm tố, nó, ok, hoặc là các cái âm vị, đã. Đã. Thực sự là âm tiết, đã. Hoặc là các cái đơn vị từ, hoặc là các đơn vị cụm từ, đã. Hoặc các đơn vị câu, tùy thuộc vào chúng ta sử dụng anh nào. Đã. Và chúng ta hiểu là những anh đó được lưu trong một bộ cơ sở dữ liệu. Đã. Và khi thực hiện việc phân tích front-end xong thì chúng ta có được một quy luật quy tắc để chúng biết là chúng ta sẽ lấy các đơn vị nào để ghép lại với nhau. Đã. Thì cái quá trình tổng hợp trực tiếp chúng ta hiểu là như vậy. Đã. Cho đi ở phần đầu tiên trước, đó chính là cái đơn vị chắp nối dạng sóng đơn giản. Đã.
Anh này còn có một cái tên khác, đó chính là chắp nối các cái phân đoạn dạng sóng, chúng ta gọi là waveform đã segment. Thế thì anh này nó sẽ gồm các bước sau. Đã. Chúng ta chú ý là chúng ta chỉ tập trung trong phần back end nhé, phần front end thì đã có rồi đúng không ạ? Bước đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta thực hiện việc chọn đơn vị. Thì đơn vị như tôi nói trong phần trước thì tùy thuộc chúng ta có thể có các đơn vị khác nhau, ví dụ chúng ta sử dụng các âm vị. Đã. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái cặp âm vị. Hoặc chúng ta sử dụng các âm tiết. Đã. Hoặc chúng ta sử dụng các cái đơn vị từ. Đã. Vân vân. Đã. Ok. Thế thì tùy thuộc vào việc chúng ta chọn anh nào. Thì chúng ta biết là âm vị là nhỏ nhất. Cặp âm vị là lớn hơn cặp âm vị ở điểm đó là chúng ta sử dụng hai anh liên tiếp nhau. Đã. Còn âm tiết thì biết là nó là một thành phần ghép nối thành một câu, như vậy nó có thể là tổ hợp của một số các âm vị. Thế còn từ thì là đơn vị gồm các âm tiết ghép lại, và thông thường thì từ nó sẽ tương ứng một đơn vị âm có nghĩa với một từ đúng không ạ? Thế còn thêm nữa chúng ta có các cái cụm từ hoặc là các cái câu. Đã. Như vậy chúng ta hiểu là việc đơn vị này chúng ta chọn theo kích thước này, tôi sẽ nói theo cái hướng mũi tên này, thì chúng ta đồng nghĩa việc là đơn vị có kích thước tăng lên đúng không ạ? Đã. Và chúng tôi có thể dự đoán là theo hướng này thì đơn vị có kích thước tăng lên, đồng nghĩa việc là theo hướng này thì chất lượng của tiếng nói tổng hợp. Sẽ tăng lên. Ok. Lý do là vì khi mà các đơn vị âm mà càng lớn thì đồng nghĩa việc sự biến đổi mà trong quá trình ta thử việc ghép nối nó càng ít. Đã. Và vì nó là các đơn vị tiếng nói mà nguyên thể của tiếng nói gốc, do đó chúng hiểu đó là cái chất lượng của nó tổng hợp tốt lên. Đã. Nhưng đồng nghĩa việc theo hướng này thì chúng ta hiểu đó là độ linh động sẽ bị giảm đi. Đã. Tôi lấy ví dụ. Chúng ta biết là chúng ta sử dụng 29 chữ cái trong tiếng Việt hoặc là 26 chữ cái trong tiếng Anh để chúng ta cái quá trình ghép thành các từ. Đã. Như vậy tôi chỉ cần sử dụng 29 chữ cái hoặc 26 chữ cái tôi ghép được vô vàn các từ. Đã. Đúng chưa? Thế nhưng bây giờ chúng ta sử dụng các từ. Đã. Thì nếu chỉ sử dụng 29 từ thì chúng ta sẽ không thể ghép được ra thành bảng từ điển và có số lượng từ vô cùng lớn được. Đúng không? Ok, như vậy tính linh động nó bị giảm đi. Đã, ok. Và đồng nghĩa việc theo hướng mà mũi tên chỉ xuống này thì chúng ta cũng dễ thấy là để có thể đạt được cái kích thước của bộ dữ liệu tổng hợp, chúng ta gọi là bộ từ vựng đấy. Đã. Mà lớn thì đồng nghĩa việc là cái mem, cái dung lượng của ta cũng sẽ tăng. Đã. Lý do là vì chúng ta sử dụng càng cái đơn vị tiếng nói càng lớn thì đồng nghĩa việc chúng ta muốn có được nhiều anh thì chúng ta phải lưu trữ nhiều anh đó, và mỗi anh đó đã đủ lớn rồi thì nhiều anh đó thì đồng nghĩa việc dung lượng sẽ lớn. Trong khi đó khi chúng ta sử dụng âm vị chẳng hạn, chúng ta chỉ có ví dụ với tiếng Anh người ta thấy là chỉ có 44 âm vị. Đã. Bằng cách sử dụng 44 âm vị đó chúng ta có thể tổ hợp được tất cả những còn lại, như vậy dung lượng của chúng ta thấy là nhỏ đi, tính linh động cũng cao lên. Đã, ok, đấy là một số các điểm mà cháu để ý đến việc chúng ta chọn anh nào. Thế thì thông thường chúng ta ít chọn từ hoặc âm tiết mà chúng ta chủ yếu là chọn cặp âm vị hoặc âm vị. Với các thế hệ đầu tiên thì thường hay sử dụng đó là chúng ta chọn âm vị. Đã. Tuy nhiên người ta thấy rằng là việc chọn âm vị thì không cho ta cái kết quả cao. Lý do đơn giản là vì quá trình phát âm, chúng ta biết là chúng ta không phát âm từng âm vị một, mà chúng ta sẽ phải ghép các âm vị đó lại với nhau. Và quá trình ghép đó thì không phải là ghép một cách cơ học, mà chúng ta biết là quá trình phát âm một âm vị mà đi kèm với một âm vị khác, thì chúng ta biết là trước khi phát âm một âm vị tiếp theo thì miệng và cơ quan phát âm của ta sẽ có sự biến đổi. Đã. Và cái sự biến đổi đó dẫn đến tình huống đó chính là cái phát âm của nó không còn là nguyên thể nữa, người ta gọi đó là tính động, nó thay đổi trong đoạn đó. Đã.
Và nếu chúng ta chỉ sử dụng một âm vị không thì chúng ta sẽ không bắt được cái đoạn đó, và dẫn đến tình huống là tính tự nhiên của tiếng nói sẽ không đạt được. Đã. Do đó người ta sử dụng cái cặp âm vị. Thì thông thường cái cặp âm vị, chúng ta lấy ví dụ chúng ta phát âm một anh này và một anh khác, thì cái việc biến đổi chỗ này nó là lớn nhất, tức là cái sự biến đổi chỗ này lớn nhất. Và tôi sẽ lấy anh này làm một cái phân đoạn. Đã. Như vậy tôi sẽ lưu lại được cái sự biến đổi. Đã. Thế còn anh giữa này khá ổn định, tôi sẽ không cần quan tâm nhiều lắm, bởi vì tôi có thể thực hiện quá trình đã, nhân bản một cách đơn giản. Đã. Thế còn anh này thì tôi không thể nhân bản được. Thì cái khái niệm đây là cặp âm vị. Do đó nó cặp âm vị thì chúng ta không lấy hai anh, mà chúng ta thường hay lấy giữa, xin lỗi, cuối của anh thứ nhất và đầu anh thứ hai. Đó chính là phần mà lưu lại cái phần thay đổi lớn nhất. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ có được cái tiếng nói tổng hợp nó có chất lượng, trong trường hợp chúng ta là cái tính tự nhiên nó cao hơn. Đã. Thế còn trong chương trình chúng ta thì chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa cho việc chúng ta sẽ làm công việc là chắp nối từ. Đã. Ok. Rồi, sau khi chọn được anh này rồi thì chúng ta sẽ làm công việc đó là chúng ta tìm cách chắp lối. Đã. Ok, ghép các đơn vị tiếng nói với mục tiêu. Đã. Thế thì phần ghép nó cũng là cả một vấn đề, chứ không phải đơn giản là chúng ta sẽ ghép lại với nhau thôi. Đã. Trong phần slide thì chúng ta có minh họa là một cách ghép đơn giản, đó là chúng ta làm công việc là ghép nó theo cách cơ học, tức là chúng ta cứ xếp liên tiếp lại với nhau, chúng ta gọi là concatenate. Đã. Đã. Ví dụ một anh thứ nhất tôi có anh này, anh thứ hai tôi ghép luôn vào đây. Đã. Thế nhưng mà chỗ ghép này chúng ta chú ý là nó sẽ khá phức tạp. Thì cái phần ghép này chúng ta sẽ đề cập đến ở phần sau khi quan tâm đến cái quá trình ghép nối, và chúng ta gọi là các kỹ thuật ghép nối. Thì ở đây chúng ta thấy là đơn giản cái quy trình của quá trình tổng hợp đơn giản như này thôi. Đã. Ok. Rồi, thì như tôi đã minh họa trong phần trước là chúng ta cần thiết phải lựa chọn loại đơn vị tiếng nói để thực hiện quá trình tổng hợp. Đã. Và đơn vị phân đoạn mà càng dài thì tính linh động càng giảm, bộ nhớ sẽ tăng lên. Tuy nhiên thì đổi ngược lại thì chất lượng của tiếng nói tổng hợp sẽ tốt hơn. Đã. Ok. Đây, chúng ta có thể minh họa như này. Tôi sẽ nói quá trình chuẩn bị thì chúng ta đã làm trong bài tập, đúng không? Đó là chúng ta cần thiết phải có một đoạn đọc mẫu, thu âm một đoạn văn bản được nói với một số từ vựng mục tiêu chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta thực hiện việc cắt gọt thành các đơn vị. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng là chắp nối từ, thì chúng ta cắt gọt nó thành các đơn vị từ. Đã. Sau đó chúng ta thực hiện gán nhãn và lưu vào cơ sở dữ liệu. Đã. Bản chất ta thì chúng ta chỉ cần lưu vào một cái phân đoạn, tôi sẽ một tập các phân đoạn tương ứng với cái dữ liệu. Ví dụ như trong cái bài tập của ta đó, chúng ta sẽ làm công việc là tổng hợp để đọc cái số điện thoại. Như vậy chúng ta chỉ cần lưu các anh có nhãn tương ứng với các cái tiếng đọc của các cái số từ 0 đến 9, đúng không ạ? Ok. Thế còn quá trình tổng hợp thì chúng ta biết là chúng ta sẽ kết hợp với phần front end. Sau khi phân tích front end thì chúng ta sẽ ghép các đơn vị tương ứng phần đó vào để chúng ta có được. Và quá trình kết nối thì như tôi nói trong phần trước là chúng ta sẽ phải quan tâm đến quá trình ghép nối giữa các cái đơn vị. Thì đây là ví dụ minh họa mà chắc là chúng ta làm bài tập chúng ta đã xem qua rồi. Đã. Tôi có hai cái đơn vị, đó chính là đã, hai từ khác nhau, đúng không? Và tôi ghép hai từ này thì chúng ta hình dung thế. Về mặt bản chất nó chính là cộng hai này, nhưng mà chúng ta cộng lệch chứ không phải cộng thẳng, đúng không? Ví dụ anh này chúng ta đến, trong trường này chúng ta giả sử nó đến khoảng là 7.500. Đã. Thì anh này chúng ta trễ đi đến 7.500, chúng ta cộng dồn lại và có kết quả nhỉ. Đó, về mặt tín hiệu như vậy. Hoặc là nếu trong phần liên quan đến MATLAB hoặc Octave thì thấy là đã, sau khi đọc các dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu, ví dụ trong trường hợp này chúng ta mong muốn ghép các cái đơn vị tương ứng với cái tên đó là đã, chúng ta Minh Hoàng Thành, đã, Minh Hoàng Thanh gì đó, đúng không? Ok, rồi. Thì chúng ta thấy là luật mong muốn ta sau khi ta thực ghép. Đã. Tất nhiên cái luật mong muốn này thì ra thực hiện quá trình phải phân tích nhé. Đã. Ở đây thì tôi chỉ lấy ví dụ minh họa là tôi lấy Y2 ghép vào sau Y1. Đã. Ok. Đấy.
và lấy Y1 ghép sau Y2, hoặc lấy Y1 ghép sau Y3, hoặc lấy Y2 ghép sau Y3. Và chú ý là cái ghép này thì phải để ý là chúng ta ghép bằng dấu phẩy hay là dấu chấm phẩy thì tùy thuộc. Thông thường thì với tiếng nói chúng ta nó sẽ lưu dưới dạng là một vector cột. Do đó chúng ta sẽ thực hiện việc xếp chồng nó theo nguyên tắc đó là chúng ta thực hiện với dấu phẩy. Như vậy nó sẽ xếp chồng Y1 trên Y2 chứ không phải đặt Y1 bên cạnh Y2. Dạ, ok, đấy là để ý. Thế còn sau đó thì chúng ta thực hiện quá trình tái tạo lại. Dạ, ok. Đấy. Trong trường hợp mà chúng ta muốn phát lại hoặc là chúng ta có thể thực hiện việc lưu nó thành một cái file kết quả. Dạ. Ok, đấy là quá trình tổng hợp chắp nối từ. Dạ. Thế thì quá trình tổng hợp chắp nối khác cũng tương tự. Dạ, chúng ta cũng sẽ làm công việc ghép đó. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta chú ý là cái phần ghép vì là đơn vị từ chúng ta hình dung thì nó vừa kết thúc của một từ. Như vậy nó trọn vẹn về mặt âm. Đã, do đó việc chúng ta ghép lại rất đơn giản và có thể chúng ta chỉ cần thêm các cái đoạn không nằm giữa các phần ghép này thôi. Nhưng mà nếu các đơn vị tiếng nói mà chúng ta sử dụng ghép chắp nối mà nhỏ hơn đơn vị từ thì quá trình ghép đó đã, như tôi nói trong phần trước thì phải hết sức cẩn thận, bởi vì nếu không nó tạo cho chúng ta tiếng đổ lép bép và dẫn đến tình huống là chúng ta nghe rất khó chịu. Đã, ok, đấy là cái để ý trong phần ghép nối. Như mô tả trong phần tổng quan vừa rồi thì tôi biết là cái việc mà chúng ta chắp nối đơn vị từ, tức là đơn vị khá lớn đấy, thì ưu điểm của nó đó là chất lượng tiếng nói tổng hợp trong chuỗi tổng hợp là có cái chất lượng cao vì là mỗi một từ nguyên vẹn theo nguyên bản. Đã. Tuy nhiên thì như chúng ta đã đề cập trong phần tổng quát là vì đơn vị tổng hợp của ta là sử dụng lớn vì nó là cả một từ, do tính linh động nó kém. Đã. Và khi mà chúng ta mong muốn là số từ vựng lớn thì chúng ta sẽ phải có một số lượng cái từ trong cơ sở dữ liệu sẽ phải rất lớn, đồng nghĩa việc cái lượng không gian cần thiết về lưu trữ sẽ là rất là lớn. Ngoài ra nữa thì quá trình đọc, đặc biệt là với việc đọc này thì chúng ta sẽ phải làm công việc là một người đọc đã, và đọc ở trong một môi trường có kiểm soát để sao cho những cái từ chúng ta đọc được đó nó cân bằng nhau về mặt sắc thái. Đã. Ok. Như vậy điều đó đồng nghĩa việc tiếng nói tổng hợp trong tình huống này thì nó chỉ có thể phù hợp trong tình huống là chúng ta đọc một đoạn văn bản và không có tính sắc thái. Đã. Thế còn nếu mà trong trường hợp chúng ta đọc có tính sắc thái thì chúng ta thấy là rất là khó, bởi vì là có thể một từ đằng trước nó có một cái sắc thái biểu cảm khác, nhưng một từ đằng sau nó có sắc thái biểu cảm khác dẫn tình huống là cái câu chúng ta tổng hợp được nó sẽ nghe nó rất khó chịu. Đã. Ok. Đã, chúng ta có thể hình dung như vậy. Đã. Đấy cũng là một trong các cái nhược điểm của việc chắp nối từ hoặc chắp nối các đơn vị nói chung. Để chúng ta hình dung thế là như vậy. Đẹp. Việc chắp nối các cái cặp âm vị thì cũng tương tự như là chắp nối từ, chỉ có điều là đơn vị chúng ta sẽ là các cái cặp âm vị. Thì cặp âm vị là gì tôi đã mô tả trong phần trước. Chúng ta sẽ thường là lấy cái phần cuối của âm vị thứ nhất và đầu phần âm vị thứ hai để chúng ta có thể lưu lại được cái sự thay đổi về mặt người ta gọi là đồng cấu âm đã nhiều nhất. Đã. Tức là sự thay đổi biến biến thể của cái cơ quan phát âm dẫn tình huống là nó có sự biến thể không phải là một phát âm nguyên thủy gốc. Đã. Ok. Thế thì quá trình cũng gồm có hai bước giống như là việc chúng ta chắp nối đơn vị từ thôi. Đầu tiên là chúng ta thực hiện quá trình chuẩn bị dữ liệu, đã. Thu âm một bài đọc hay bài nói mẫu mà chứa một đoạn văn bản bất kỳ, đã. Và chúng ta cố gắng là chọn cái văn bản sao cho cái từ vựng nó nhiều và thuộc lĩnh vực mà ta muốn quan tâm. Ví dụ chúng ta muốn tổng hợp về lĩnh vực bất động sản chẳng hạn thì chúng ta cố gắng tìm các cái bài tương ứng về phần đó để chúng ta có được đầy đủ các cái từ, đã. Rồi. Tiếp đến là sau đó thì chúng ta cũng lại làm một công việc đó là thực hiện việc cắt gọt thành các cái cặp âm vị đã, và gán nhãn đã. Thế thì các cặp âm vị đó được như nào thì tùy thuộc vào cái ngôn ngữ. Với tiếng Việt chúng ta thì rất dễ bởi vì tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ đơn âm tiết, là mỗi một từ chúng có thể phát âm duy nhất và không có việc nối giữa từ nọ với từ kia đã. Thì chúng ta thấy là việc cắt gọt khá là đơn giản đã. Quá trình cắt gọt thì ta thực hiện việc gán nhãn cho anh đó để tạo ra là cơ sở dữ liệu. Thì gán nhãn thì tôi cố gắng là tìm cách gán nhãn sao cho nó đúng quy luật để chúng ta có thể tìm nó một cách đơn giản nhất. Vì tôi thấy là nếu cái bộ cặp âm vị, chúng ta biết là với âm vị thì chúng ta có thể có một số lượng hữu hạn. Ví dụ với tiếng Anh chúng ta thì có khoảng 44. Đã.
Nhưng với cặp âm vị thì biết là chúng ta sẽ có vô vàn, đúng không? Người ta thấy là cỡ khoảng 2.500 cái cặp âm vị. Và điều đó đồng nghĩa việc là trong quá trình tổng hợp, nếu mà chúng ta tìm trên 44 âm vị so với việc chúng ta tìm trên 2.500 cặp âm vị, thì cái lượng thời gian mà ta cần thiết phải tìm kiếm nó sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó chúng ta cố gắng là quá trình gắn nhãn là chúng ta phải tìm cách gắn nhãn để sao cho việc truy xuất trong quá trình tìm kiếm sẽ là nhanh nhất, đã hiệu quả nhất. Anh này thì chúng ta học ở trong môn cấu trúc dữ liệu giải thuật, một số các thuật toán rồi. Đã, ok. Thế còn quá trình tổng hợp thì tương tự như với các cái phương thức tổng hợp. Đã. Nói chung, chúng ta sẽ làm công việc là lấy kết quả từ phần front-end, đã. Chọn các dãy các cặp âm vị theo yêu cầu từ cơ sở dữ liệu, sau đó thực hiện việc chắp nối chúng. Đã. Ngoài ra nữa thì để tăng tính liền mạch thì khác với cái đơn vị từ, vì các đơn vị từ là có trọn vẹn nghĩa về mặt âm, do đó chúng ta sẽ thấy là việc xử lý nó sẽ ít hơn. Thế còn với anh này thì chúng ta phải rất cần thiết trong quá trình xử lý làm trơn tín hiệu tại các điểm chắp nối. Và để tăng tính tự nhiên phù hợp thì chúng ta còn phải thực hiện quá trình thay đổi cái tham số tín hiệu tổng hợp, ví dụ như thay đổi cái năng lượng của các cái phân đoạn ghép nối, thay đổi chiều dài của tín hiệu để sao cho cái phân đoạn đó có thể nói nhé, kéo dài ra, hoặc là chúng ta thu ngắn nó lại, đã. Hoặc là thay đổi F0 để cho nó có được cái sự thăng dáng, chúng ta gọi là âm điệu. Đã. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ phải hậu quá trình xử lý. Như vậy nói chung thì các phương pháp chắp nối đơn giản, hay chúng ta gọi là chắp nối các đơn vị đơn giản đó, thì ngoài nó được cái đặc điểm đó chính là cái chất lượng của tiếng nói tổng hợp tốt, với các cái đơn vị âm nhỏ thì nó có được tính linh động cao. Nhưng mà có một điểm đó là kiểu gì thì kiểu chúng ta vẫn phải thực hiện quá trình hậu xử lý để chỉnh các cái điểm chắp nối giữa các cái đơn vị để tăng được sự trơn giữa các cái đơn vị âm, tăng được sự đồng nhất giữa các đơn vị âm ghép, và tăng được cái tính tự nhiên. Và trong nhiều tình huống thì người ta gọi đó các cái hậu xử lý đó thì rất phức tạp. Thế thì người ta sẽ không thông thường thì với các hệ thống mà để mong được cái tính chính xác và cái độ linh động cao thì người ta không làm theo phương pháp này. Cái phương pháp mà gọi là chắp nối các đơn vị trực tiếp như thế này thì nó chỉ ứng với một số các cái ứng dụng mà đơn giản với số từ vựng ít, hoặc là với các cái phương thức mà chúng ta mong muốn là chuyển cái thuật toán tổng hợp đó xuống một số các cái thiết bị mà có cái độ phức tạp tính toán không thể phục vụ cao được, ví dụ chúng ta chuyển sang các con vi điều khiển, ví dụ các cái thông báo liên quan đến bến tàu bến xe, thông qua cái thông báo liên quan đến ví dụ khách hàng số bao nhiêu ở trong các cái cơ sở phục vụ dịch vụ chẳng hạn, thì thường hay sử dụng anh này bởi vì là với số lượng ít thì nó có thể rất là dễ dàng và không yêu cầu cái sự phức tạp quá trình tính toán. Đã. Ok. Đây là ví dụ minh họa về mặt hình ảnh cho ta nhìn thấy được là chúng ta sẽ chắp nối các cái cặp âm vị như thế nào. Đã. Tất nhiên ở đây thì tôi sẽ minh họa với tiếng Việt ra, do đó chúng ta nhìn thấy là nó sẽ rất là đơn giản. Đã. Thực ra thì anh này chưa chính xác lắm đâu. Cặp âm vị thôi, chú ý là với tình huống mà chúng ta muốn phát âm từ minh, thì nó sẽ phải có hai cặp âm vị, đó là m i, tức là phát âm m i, và cái anh thứ hai là cặp âm vị đó chính là y nhờ, nó phải là có hai cặp âm vị ghép lại với nhau cơ. Đấy, nhưng mà đây thì để đơn giản chúng ta hiểu là chúng ta sẽ dựa trên cái quy luật phát âm để ghép, trong trường này là cái âm vị đầu và cặp âm vị in. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ làm công việc lấy một cái phần đầu của phát âm m trong một số các ví dụ mẹ mà mai minh mơ mỡ gì đó đúng không, và cắt một cái phần đầu đó, và đó chính là phần đầu. Thế còn anh thứ sau là chúng ta sẽ viết in có thể trong từ sinh linh đã vân vân đúng không. Đấy, cho chúng ta cắt ra cái phần đằng sau và chúng ta làm cùng ghép lại nhau. Thì về mặt cơ học chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ ghép lại như này, nhưng chúng ta nhìn thấy là có sự khác biệt ở cái phần ghép nối và cái phần mà xử lý khác biệt đó thì chúng ta phải quan tâm. Ok. Thế thì với anh này chúng ta hoàn toàn có thể ghép được rất nhiều đúng không, chúng ta chỉ lôi các cái đơn vị ra thôi, chúng ta cắt
Đã, thì chúng ta cũng sẽ có bài tập phần này. Đã. Và cho thử nghe xem tiếng nói nó sẽ như thế nào. Đã. Ok. Như vậy tổng kết lại thì với phương pháp chắp nối cặp âm vị thì có một số vấn đề gặp phải, đó chính là đơn vị phát âm thì phụ thuộc vào ngữ cảnh. Điều này nghĩa là gì? Cũng cùng là cái âm vị m, đó. Nhưng mà mai, mãi, mại, chắc chắn là cái phần đầu của âm m đó nó sẽ có sự biến đổi. Đó. Điều đó đồng nghĩa việc nếu mà chúng ta chọn nó không đúng ngữ cảnh, ví dụ tôi ghép m của mai với phần tôi giả sử ai của một cái âm khác, ví dụ m của mãi với ai của mai, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được cái phần người ta gọi là tạo ra sự gượng gạo trong quá trình ghép nối. Đã. Và như tôi đề cập trong phần trước thì cái hiện tượng đồng cấu âm là rất phức tạp. Đã. Các cái phần chuyển giữa các âm có yếu tố quyết định đến chất lượng cảm thụ. Đã. Vì nó giữ lại cái sự biến đổi. Đã. Do đó thì cái cặp âm vị của ta là rất quan trọng. Đã. Đặc biệt là chúng ta phải thực hiện việc lựa chọn. Đã. Ok. Và quá trình chắp nối thì phải hết sức quan tâm đến việc là chúng ta phải tạo ra cái sự trơn tru và sự đồng nhất trong quá trình cắp nối. Đã. Trơn tru về mặt người ta gọi là tần số cơ bản. Đã. Ví dụ một anh đang là khác không, tự nhiên ghép vào với một anh bằng không thì tôi hình dung là có sự thay đổi thăng dáng, dẫn tình huống là tiếng nói nó sẽ có sự nổ lép bép. Đã. Đã. Thế thì các phương thức ghép nối thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta có các phương thức như là Pesola, chúng ta có FD hoặc là TD hoặc là MB, Rola vân vân. Đó là những cái phương thức ghép nối để chúng ta xử lý cái phần làm trơn giữa các cái đơn vị trong quá trình ghép nối. Đã. Ok.